người nhá. Thì hai cô em bổ cắt tiếp vào cái tấm này. Cắt dây mai à? Đấy. Luôn ở xong đi đồ ra luôn nhỉ. Thế đơn giản luôn rồi đấy. Mọi người xem cái kéo ấy cắt được. Luôn từ sau đít ra cắt cái phần mai nó ra là sao? Đây là hoàng đế đang dễ dụ ở đấy. Mang bỏ mang đi, mang đi. À mổ mục đích chủ yếu là bỏ mang đúng không? Bỏ mỗi mang thôi, phù hợp đấy chỉ bỏ mỗi mang thôi. Anh ơi, trong cái này làm cái âu đông cơm. Đúng rồi đúng rồi, người ta ở các nhà hàng người ta hay rang cơm, người ta để trên cái âu đấy. Mang nó rất là ít nhá mọi người nhé. Làm thịt thì cho nó phê thịt dài. Nhiều người không biết lại bỏ đi. Không ăn được, nói chung không ăn được. Thế là mọi người đưa vào lòi hấp rồi. Thế mọi khi toàn hấp cả vào. Hấp thế này nhanh chín hơn. Trong vòng 20 phút là chín luôn. Một cua hoàng đế. Một con cua hoàng đế hấp trong vòng 20 phút nhé mọi người nhá. Bình thường là bao nhiêu phút đấy? Nếu mà mọi người mà không biết là hấp nguyên con thì nó phải mất tầm 30 phút. Mà thời gian hấp thì nó sẽ không được chín đều con cua. Thế này là xong cả? Thế là xong con cua. Ây xà. Đã bỏ vào đây ra. Đấy. Xong một con rồi nhá mọi người nhá. Úc cả này mọi người đây.